Đây là cái máy tuốt lúa động cơ cơm. Ở đây thì cái máy tuốt lúa to ấy thì không vào được đây. Cái vì không có đường mà nên là phải dùng cái máy này. Cái tuốt lúa này nó có lâu rồi. Động cơ thì bằng cơm á, chân đạp rồi. Hai ông bà đang làm, mình cũng đang làm ở đây nhưng không đang gặt thôi, nên sang đây xem hai ông bà làm. Đó, bây giờ mình đi gần cho mọi người xem nhé. Cái lúa này thì phải gặt rất là dài luôn, nó không như tuốt bằng máy kia, tại vì cái này phải cầm tay để nó quạt thóc ra ấy. Bây giờ đi ra đằng đấy xem một tí nhá. Cái máy này rất là nhỏ luôn, là máy mini thôi, chân đạp, động cơ cơm nên dùng chân đạp. Cái này mang đi đâu cũng được. Ngày xưa thì hay làm lúa nương ấy thì hay mang lên nương, bây giờ không làm lúa nương nữa, chuyển sang ruộng này thì những cái ruộng nào ở trong khe khe ở trên lán luôn thì dùng cái này. Cái này rất là tiện mà, chứ không như cái máy kia to cồng kềnh, nó chỉ đi được cái đường to kia, còn như vào này những cái khe này, cái đường lớn kia thì rất là xa. Đó, ở đây toàn dùng cái này, nếu mà ai gần đường lớn thì mới cho lên đường lớn để cái máy to kia đập, ai nhỏ ít ruộng thì dùng cái này đỡ phải chờ đợi, gặt bao nhiêu đập bấy nhiêu, rất là tiện. Nhìn hai ông bà làm việc. Này chắc ngày xưa ai mà ở quê thì chắc mới có cái này. Không biết có bao nhiêu bạn có biết cái này. Động cơ cơm. Cái đạp bằng chân thôi. Đạp một lúc nó mỏi như hết cả chân luôn, phải thay nhau đạp ấy, nếu mà lúa nhiều.